Xin chào tất cả các bác, em là Thế, nhân viên bán hàng của Xưởng Tượng Gỗ. Hôm nay em quay cho các bác một tác phẩm vật sống tế công chất liệu gỗ chắc ạ. Tác phẩm này có mã là TTC 0061, cao là 48, ngang 17, sâu 17. Và bây giờ em sẽ quay gần lại cho các bác cùng ngắm ạ. Đầu tiên là diện mặt cụ được làm rất là sắc nét và cười rất là hoan hỉ. Phía tay này một tay cụ cầm đùi gà, dưới này tay cụ cầm một bình hồ nô liệu. Phần sợi dây được làm rất là kênh bong. Phía dưới này dải áo của cụ được làm rất là sắc nét, chặt tỉa nổi hết lên. Đằng sau này có một cái quạt của cụ được làm nghiền khối, chất gỗ rất là mịn và nét ạ. Tác phẩm này bên em đang giao lưu với giá là 6 triệu 5 ạ. Các bác quan tâm thì liên hệ qua số Zalo 0355 67 8885, số của em Thế, hoặc số của chị Ninh 034605 từ quý 9, hoặc số của chị Nhung là 0868 688 137 ạ. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.